Thế giới hoàn mỹ tập 253 thuyết minh audio. Mọi người nghe chuyện xong thì có thể cho mình xin một like và một bình luận ở phía dưới video được không? Nếu như bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ mình bằng một đăng ký kênh nhé. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục nào. Tội, hắn ở đâu? Thế nào rồi? Một đám thần vô cùng nhớ nhung, tất cả đứng chung một chỗ, vẻ mặt chẳng hiền lành chút nào. Đại khai sát giới ở linh giới, giết đệ tử của giáo ta, giết môn đồ của chúng ta, trên tay hắn dính đầy máu tươi, ta hy vọng hắn sẽ không có chết ngay lập tức ở trong tiến cổ, mà phải rước lấy hàng loạt kết quả thảm bại sau đó mới bị tiêu diệt. Có người nói, những người khác ngay thấy thế thì gật đầu đồng tình, về mặt mang theo thù hận. Bọn họ là những đại giáo tới từ yêu long đạo môn, hỏa văn động, la phù chân cốc, bản thân bọn họ đã trải qua cuộc chiến ở linh giới đời sau tội huyết đã đại khai sát giới khiến bọn họ cảm thấy nhục nhã và bị sỉ nhục. Trận chiến đó đã qua đi được ba ngày thế nhưng vẫn còn có thể cảm nhận được sự mãnh liệt ấy, chân thần bị giết, thiên thần gặp nạn, thiếu niên kia như ma vương tàn sát khắp linh giới. Mấy người này giờ nghĩ lại thì vẫn dùng mình, ấn tượng quá sâu, cứ như là một giấc mộng vậy. Động chủ của Hòa Văn Động là một ông lão tóc đỏ, vóc người nhỏ ốm, cũng không hề uy phong mạnh mẽ thế nhưng ánh mắt lại rất sang cứ như là hai vầng huyết nguyệt đang phát ra hào quang vậy. Hắn bước ra từ trong một chiến xa hừng hực ngọn lửa mang theo khí hỗn độn, mỗi một bước hạ xuống thì xung quanh đều là phủ văn hòa đạo, khí tức đại đạo kinh thế. Tội! Hắn đứng đối diện với khu vực không người, khống chế pháp lực rồi dùng tay khắc thành chữ vào trong không gian, bên trên cánh hoa óng ánh kia càng thêm rực rỡ nơi đó xuất hiện hoa văn dại đạo chiếu rọi cả trừ thiên. Ồ, cái tên thật là lấp lánh, lại còn kết hợp với cả đạo nữa chứ, có người kinh ngạc, một vài giáo chủ quay đầu nhìn lại. Cũng trong lúc đó, rất nhiều thần chờ mong, ai nấy đều nhìn về cùng một bia đá, bên trên cánh hoa tiên đạo ấy xuất hiện cảnh tượng khiến bọn họ lộ vẻ kinh ngạc. Chữ này có chút quái lạ, sau khi khắc xuống thì nơi cánh hoa lại xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, phù văn sáng rực đan dệt lấp lánh cứ như là một vầng thái dương đang thiêu đốt vậy rất rõ ràng, cánh hoa này lấp lánh thần thánh hơn những cánh hoa bình thường khác. Chuyện gì thế này, trừ cái kia lại còn ăn khớp với thần vận đại đạo hay sao, rất nhiều thần đều ngớ người nhìn trầm trầm bia đá to lớn kia, mắt không hề rời. Là trừ tội, ngoại trừ đám tu sĩ của Hòa Vân Động, là phù chân cốc đang chăm chú ra thì một vài đại tộc thượng giới không có liên quan gì cũng trông lại. Chữ đó sao lại như thế, rất nhiều người nhíu mày có chút không hiểu. nên biết, đây là một chữ cũng không hề sạch sẽ ở thượng giới, đại biểu cho máu và quá khứ, hiện giờ khi nhắc tới thì đều ám chỉ sinh linh của tội châu. Xuất hiện rồi là hắn. Rất nhiều người kinh ngạc. Đĩa đá như gương xuất hiện cảnh tượng bên trong tiên cổ, bọn họ nhìn thấy một thiếu niên vô cùng thong dong và bình tĩnh, không hề chinh chiến với bất kỳ ai. Bởi vì hắn đang ở phía sau cùng, đồng thời hắn cũng không phải xông về trước mà là đi tạt sang ngang. Là người cuối cùng, không ít người đều biết, đây chính là thiếu niên cuối cùng bước vào tiên môn, là người ngậm ngùi ngồi gỡ một vài cục đá bên trên bậc thang xanh kia. Hắn thuộc loại khác người, hai tay chắp sau lưng, từ trên đường xuyên thủng giới bích rồi bước lên một con đường đại đạo khác, sau khi nghỉ chân cảm ngộ thì lần nữa xuyên thủng giới bích. Người khác thì tiến về trước, còn hắn thì đi sang ngang. Đời sau tội huyết. Rất nhiều người cắn răng, người của yêu long đạo môn hận nhất là thiếu niên này, thủ đoạn của hắn quá bá đạo, giết hết người của bọn họ đặc biệt là một vị thiên thần đã bị diệt hồn trăm phế bỏ vô cùng thê thảm. Cho tới lúc này hắn cũng chỉ như một cái xác bỏ đi, dù là yêu long đạo chủ tự mình cứu chữa thế nhưng cũng không có tỉnh lại. Đương nhiên, việc này cũng là tự hắn làm bậy mà thôi, nếu không phải cây ma trăm tự mình tế luyện ra quá mức ác độc và bị thiếu niên kia đoạt được, rồi sau đó phản ngược lại thì làm sao rơi vào cảnh này. Hắn đang làm gì thế? Người này quá kỳ lạ, không hề vội vã tiến tới mà lại lưỡng lự ở phía sau, từ từ đo đạc từng bước, yên lặng thể ngộ, chẳng lẽ muốn hiểu hết ba ngàn con đường đá này. Bỗng nhiên, thiếu niên này quay người nhây răng nở nụ cười vô cùng tươi giói với tất cả mọi người, hàm răng trắng bóng, con mắt trong veo. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Người của yêu long đạo môn, la phù chân cốc chửi rủa, trên tay của tên ma tinh này dính đầy máu ấy vậy lại còn nở nụ cười rực rỡ như vậy. Thiếu niên này quá nhạy cảm, thần giác mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của chúng ta cũng không hề kém với những tên quái thai của cổ đại, một vị giáo chủ nói. Thông qua cánh hoa tiên đạo để quan sát tiên cổ, những thiên tài đứng đầu chắc chắn sẽ có cảm giác, bởi vì ánh sáng mà cánh hoa tiên đạo dao động tuy rằng yếu thế nhưng rồi cũng sẽ chạm vào người bọn họ. Là đang âm thầm khiêu khích ư. Đột nhiên có người sợ hãi hét lên, nơi xa xa có một tấm bia đá phát ra ánh sáng ngút trời, đó là một luồng kiếm khí lạnh lẽo cứ như ánh sáng hỗn độn bắn ra rõ ràng là ở bên trong tiên cổ thế nhưng phẳng phất xuyên thấu qua bia đá rồi truyền ra ngoài vậy. Tên mập đó là người phương nào, chỉ một chiêu kiếm đã chém lìa cao thủ trẻ tuổi đệ nhất của địa ma tộc. Vốn là, giáo chủ của địa ma tộc muốn nhìn thử tuấn kiệt của tộc mình có biểu hiện như thế nào, kết quả nhìn thấy tình cảnh như vậy nên những người khác cũng có thể thấy được theo, như thế mới tạo nên sự kinh ngạc kia. Trên con đường đó, một thiếu niên bụ bẫm trông vô cùng hiền lành, nhưng cả người lại phát ra trục tia kiếm khí hắn lại ra tay nữa kìa. Mọi người kinh ngạc phát hiện, không chỉ có cao thủ trẻ tuổi đệ nhất địa ma tộc mà còn tới mấy cường giả kiệt xuất vô cùng nổi danh, đầu của từng người lần lượt rơi xuống đất sau khi ánh kiếm đó quét qua. Tên nhóc này quá lợi hại, đó là sát trận thứ ba thượng giới, có người biến sắc. Sát trận thứ ba, dù là đạo thống cổ lão cũng phải thèm thuồng, sát trận này có danh tiếng rất lớn, vang dội cổ kim, thế nhưng lại bị tên nhóc này khắc vào trong cơ thể nên biết sát trận thứ nhất trước nay vẫn chưa hề xuất hiện, sát trận thứ hai thì gần như thất truyền, còn sát trận thứ ba này lại có uy lực mạnh tới tuyệt đỉnh. Một khi bố trí được thì dù là giáo chủ cũng có thể giết. Ngày đầu, đây chính là sát trận trong hỗn độn, được hình thành trước cả trời đất xuất hiện. Hắn tên là Tào Vũ Sinh, từng xuất hiện ở trong bí cảnh nguyên thiên, có quan hệ rất thân mật với Hoang, có người mở miệng nói ra tên của hắn. Vèo Lại là một luồng ánh sáng kinh diễm bay ra, mọi người chiến đấu với Tào Vũ Sinh đều bị giết sạch, nơi xa không có một ai dám ra tay nữa, trên bậc thang đá kia trở nên bằng phẳng, một mình hắn tiến bước. Nhìn thử nào, hoang ở đâu? Khi nhìn thấy một tên mập với vẻ mặt hiền lành thế nhưng ra tay lại tàn nhẫn như vậy, phạt uy ở nơi đó nên khiến mọi người muốn biết hoang người từng liên thủ với hắn hiện giờ ra sao. Lần này, không chỉ một vị giáo chủ muốn xuất thủ, bởi vì phong ba mà hoang gây ra quá lớn. Hoang chủ minh thổ ra tay, nhân vật có cấp bậc kinh khủng thật sự đã bắt đầu khắc chữ vào trong hư không, xung quanh có vô tận xương trắng, còn có xương mù màu đen lan tràn. Ồ, hình như khắc sai thì phải, sao vẫn là hắn thế, mọi người vô cùng kinh ngạc. Bên trên cánh hoa sau khi được khắc xuống chữ hoang thì lập tức chiếu ra cảnh tượng chân thật, trên bia đá cũng chiếu theo. Một thiếu niên lại xuất hiện và cũng nở nụ cười tươi như đóa hoa đối diện với mọi người hiển nhiên hắn lại cảm giác được nên chủ động nhìn về hư không, như là đang nhìn mọi người vậy. Đây không phải là đời sau tội huyết à, sao lại xuất hiện hình ảnh của hắn? Đúng rồi, ba ngày trước hắn từng tàn sát người của Hòa Vân Động, yêu long đạo môn, có người nói hắn còn trả đũa giết chết một vị thiên thần nữa. Có người nói ra sự thật khiến cho sắc mặt của đám đại giáo kia đều âm u, trái tim như bị chảy máu. Cầm miệng, tội chính là hoang, hoang chính là tội, có người nói bình tĩnh trong giây lát lập tức nơi đây trở nên nhốn nháo, tất cả mọi người đều ý thức được, người này có tới hai thân phận. Trời ạ, à, hoàng chính là tội, tội chính là hoang, chẳng trách ta lại cảm thấy quen quen, hóa ra hai người là một. Trần tướng vừa hiện liền khiến nơi đây sụp sôi, tạo nên sóng lớn mênh mông, tu sĩ các giáo đều giật mình. Chuyện này, các giáo yêu long đạo môn, hỏa văn động, la phù chân cốc đều tức giận không thôi, sắc mặt tái xanh, tới tận giờ mới biết chân thân thật sự mẻ thù của mình. Sao lại có cái lý này chứ? Có một vài tên thiên thần đứng ngồi không yên, ước ao nhảy thẳng vào tiên cổ để giết chết hắn. Đặc biệt là nụ cười tươi giói của thiếu niên kia lại còn quay về phía bọn họ cứ như là đang diễu cợt vậy, khiến người khác hận tới nghiến răng nghiến lợi. Chính xác, đó chắc chắn là diễu cợt, là cố ý thể hiện trước mặt quần hùng. Tức chết đi mà, có người gào thét. Hoàng, đệ tử của đạo tràng Trí Tôn, đời sau tội huyết, dù là thân phận nào đi nữa cũng đủ lay động mười châu, lại còn những chuyện mà hắn làm ra đủ danh chấn các giáo. Chuyện này, ấy vậy mà lại là một người. Thiên nhân tộc, minh tộc, tiên điện, hỏa văn động, vô số người không cách nào bình tĩnh được, thiếu niên này có hai thân phận, mỗi một thân phận đều rất yêu tà. Thời gian rất lâu sau nơi đây cũng không thể yên tĩnh lại được, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm tấm bia đá đó, muốn nhìn thấu người ở bên trong. Mãi tới tận rất lâu sau, bên trên một bia đá khác truyền tới liên tiếp những tiếng kinh hô thì mới đánh tan không khí quái dị nơi này. Một cường giả mạnh mẽ vô biên, hắn sở hữu trùng đồng. Cái gì? Ở nơi nào? Rất nhiều cường giả chen chúc tới nhìn tấm bia đá đó, tất cả đều chấn động, người trẻ tuổi kia quá mạnh mẽ, một đôi mắt bắn ra hai trùng sáng đủ để quét ngang quần địch. Đó là một người trẻ tuổi anh Tuấn, con mắt óng ánh rực rỡ hơn cả mặt trời. Hắn cơ bản không hề động thủ mà chỉ dựa vào con mắt này đủ để giết chết hết thầy địch thủ. Có tới mười mấy sinh linh đang vây công hắn, trong đó cũng có mấy tên từng là người mạnh nhất của các đại châu nên bị người khác nhận ra. Hoàng Kim Cự Nhân, Chó Ba Đầu Địa Ngục, Hỏa Liệt Nhân, Thánh Nữ U Văn Tộc. Những tộc này vừa ra thì ai nấy đều chấn động. Ẩm. Uhm. Tiếng vang thật lớn, trùng đồng xé thiên địa, những người kia đều lõm vào trong một hư không, bị tan nát, bị tiêu diệt sạch. Một đám cao thủ bị giết chết như thế, việc này chấn động không gì sánh nổi. Quá mạnh mẽ, hắn là ai? Nếu như không có nhầm thì hẳn là trùng đồng giả của Thư viện Thiên Vẫn, nghe nói hắn tới từ hạ giới. Rất nhanh, thân phận của trùng đồng giả bị lộ ra ngoài ánh sáng khiến đám người kinh sợ, dù là đại giáo chủ cũng không thể bình tĩnh được. Bởi vì từ xưa tới nay trùng đồng giả đều mang theo danh tiếng, được xưng là thần thoại bất bại. Trùng Đồng quả thật là mạnh tới mức không còn gì để nói, lại được lão quái vật của thiên vẫn trâu tự mình bồi dưỡng, dốc hết mọi của cải. Nhưng mà nghe nói hắn từng bại qua một lần. Cái gì, thua dưới tay người phương nào? Rất nhiều người thay đổi sắc mặt, ai cũng muốn biết cả. Hạ giới, một thiếu niên tên là Thạch Hạo, hai người từng chiến đấu rất kịch liệt, Trùng Đồng thua, và đây là lần thua duy nhất. Việc này khiến nỗi lòng của mọi người không cách nào yên được, mạnh như Trùng Đồng tuyệt đối là một trong những trí tôn trẻ tuổi mạnh nhất thế gian. Nhất định sẽ tỏa ra hào quang rực rỡ trong tiên cổ thế nhưng lại từng bại một lần. Thạch hạo, thiếu niên kia, nhắc tới cái tên này thì một số người hiểu rõ, biết hắn từng làm gì ở hạ giới. Hạo nhi, nếu như con còn sống thì nhất định cũng sẽ vang danh thiên hạ, có tiền đồ vô hạn, chỗ tần tộc, mẫu thân của thạch hạo ướt nước mắt. Thạch tử lăng sớm đã nắm chặt nắm đấm không hề nói một lời nào mà chỉ tập trung về phương hướng của tiên điện nhìn hậu nhân của ta xem sao, bất lão thiên tôn tần trường sinh ra tay, khắc bên trên một cánh hoa. Tần hạo, hai chữ này rực rỡ dạng người, hào quang sáng chói. sau đó một thiếu niên hiện ra chiếu hiện lên trên bia đá. Bộ ngực của hắn Tần hạo vừa mới xuất hiện thì lập tức gợi nên những tiếng kinh ngạc khắp nơi, ở nơi bộ ngực có tiên quang ngập tràn tầm bổ cho toàn bộ thân thể, quả thật là vạn pháp bất xâm. Ở xung quanh, tương cường giả bị quét bay, cơ bản không cách nào tới gần được đó không phải là người mạnh nhất của Duyên Châu sao, lại bị Tần Hạo giết chết rồi. Thần tử của thiên vũ tộc cũng thất bại, bị một vệt ánh sáng phát ra từ bộ ngực ấy xuyên thủng, mạnh thật, đó là bảo thuật gì thế? Mọi người kinh ngạc. Rất nhiều cao thủ thần hòa, chân nhất cảnh đều thay đổi sắc mặt. Dù là một vài giáo chủ cũng lộ vẻ kinh dị, thiếu niên này không hề đơn giản. Hắn tên là Tần Hạo, chính là hậu nhân của bất lão thiên tôn, được xưng là song cốt trí tôn, hiện giờ quả nhiên đã trưởng thành rồi, không hề đơn giản nha. Dù là một số bá chủ cũng thầm than thở càng khiến người khác giật mình hơn. Tần tộc, tất cả mọi người đều lộ nụ cười tươi, biểu hiện của tần hạo quá kinh diễm. Dù là tần di ninh, tuy trong mắt ngấn lệ nhưng lúc này cũng lộ nét vui mừng, dần dần lộ ra ý cười. Hắn tại sao lại có tới hai trí tôn quốc thế, thượng giới mênh mông, cũng không phải tất cả mọi người đều biết chuyện này hẳn là có quan hệ với huynh trưởng của hắn một trong hai khối cốt chính là huynh trưởng của hắn sau khi chết tặng cho lời này vừa ra khiến một đám người ngớ người trong lòng chấn động không thôi một nhà có tới hai tôn đáng tiếc mà huynh trưởng của hắn đã chết chỉ có thể đưa cốt này cho hắn mà thôi dù là người biết nội tình bên trong cũng lộ vẻ khác thường nhớ tới những chuyện khi xưa Tên thạch hạo này không hề đơn giản, trùng đồng cùng có quan hệ với hắn, mà hắn đã chết thế nhưng vẫn còn có thể tạo nên một tên đệ đệ lợi hại như vậy, không ít người thán phục. Là thiên tôn tạo nên, một số người của bất lão sơn sửa lại, không thích ngay cách nói này. À, không có ai nguyện ý khắc xuống cái tên thạch hạo này sao, có người nói. Mọi người không hiểu, một người đã chết vì sao lại còn muốn khắc tên, cơ bản là chưa hề tới thượng giới này. Thiên nhân tộc, hay là đã biết chuyện gì đã xảy ra? thiên nhân tộc ngay thấy thế thì không khỏi thất kinh, lập tức liền hiểu, bí mật mà trong tộc đạt được đã bị tiết lộ ra ngoài, bị một số người của ngoại giới biết được. Đúng lúc này, bên trong một cung điện đồng lao ra một bàn tay lớn lượn lờ khí hỗn độn, hắn không ngừng xoẹt xoẹt điểm điểm vào trong hư không, khắc xuống hai chữ thạch hạo. Đây chính là người của tiên biện, bọn họ đã ra tay. Bên trên cánh hoa phát sáng, bìa đá đồng loạt xuất hiện, kết quả bóng người của một thiếu niên xuất hiện, vẫn là nụ cười tươi giói như trước tất cả mọi người đều há hốc miệng, đây là lần thứ ba hắn xuất hiện, vẫn khiến tất cả mọi người hóa đá, tất cả đều trợn tròn mắt. Lần thứ ba Hắn lại xuất hiện lần thứ ba. Tất cả mọi người đều tê dại, vẻ mặt cứng đờ, chuyện này tựa như gặp quỷ vậy. Đáng giận nhất chính là, vẫn khuôn mặt tươi cười kia, lần sau sán lạn hơn lần trước, che mở cả ngôi sao và mặt trăng, hắn chủ động đối diện với quần hùng cứ thế đứng nơi đó nở nụ cười dạng người. Gặp quỷ rồi, tại sao lại là hắn, rốt cuộc cũng có người hết lớn, âm thanh cao chót vót, quá là yêu tà mà. Hết lần này tới lần khác là đang thử thách thần kinh của mọi người hay sao? Hai thân phận, ba thân phận, thật sự là đang khiêu chiến tâm tình và cảm nhận của người khác mà, cả đám người ngây dại. Về mặt hiện giờ của hắn nhìn chẳng ra chút điệu bộ gì, tựa như là hoa vô cùng quyến rũ, xinh đẹp vô cùng, nở nụ cười đứng yên nơi đó tựa như muốn ăn đòn vậy. Không thể, tuyệt đối không thể, có người không cách nào chịu được đá kích này nên hết lớn, họ biết được nội tình, biết Thạch Hạo là ai. Hắn chết ở hạ giới rồi, đã sớm xác nhận qua, làm sao có khả năng nhảy lên tới tận đây, tuyệt đối có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn, có cường giả là lớn. Tình cảnh như thế này rất kỳ lạ, một hai lần thì còn chấp nhận, đằng này lại tới lần thứ ba, cấu xé thần kinh của mọi người, khiến đám giáo chủ không biết nói gì nữa đặc biệt đám người có quan hệ với hoang cùng với nhóm người cựu oán với tội thì cảm thấy vô cùng nhục nhã tuyệt đối là cố ý thiếu niên này cố ý giễu cợt bọn họ lần sau dùng thân phận kinh khủng hơn lần trước xuất hiện chỉ cần nhìn nụ cười kia là đủ biết từ đầu tới cuối đã không có ý tốt rồi ta không tin là hắn đã được nhiều người xác minh ở nhiều phương diện dù là những đại tộc lớn cũng đã chứng kiến hắn bị chết ra sao thì làm sao có khả năng phục sinh chứ hơn nữa còn nhảy nhót cười đùa tới thượng giới việc này có âm mưu người có suy nghĩ như thế này không ít dù là một vài thiên thần cũng cho là như thế bởi vì bọn họ không tài nào chấp nhận được tình huống mà bản thân đang nhìn thấy cảm thấy đây là sự giả dối nơi đây không cách nào bình tĩnh được mà trở nên ầm ĩ không biết có bao nhiêu người vọt tới trước tấm bia đá này và nhìn chằm chằm thiếu niên kia sau đó lớn tiếng nghị luận trong nháy mắt nơi đây chấn động tựa như là phát sinh sóng thần bởi vì tiếng người bàn luận vô cùng huyên náo việc này khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi Chư vị, ta cảm thấy đây chắc chắn là âm mưu, tất cả đều là giả hết, có người dù chết cũng không chấp nhận nên nói thế. Tiền cổ, bên trên bậc thang đá xanh. Thần giác của Thạch Hạo vô cùng nhạy cảm siêu phàm nên tự nhiên cảm giác được, hắn biết có người đang khắc tên của mình lần thứ ba, mượn nhờ cánh hoa tiên đạo thể quan sát động thái của hắn. Vì vậy nên hắn rất phối hợp, cố gắng vẫn ngực nở nụ cười về hư không, nụ cười rất thuần phát, con mắt còn nháy nháy một cái. Ngoài ra, hắn còn vẫy tay làm như vô cùng thân thiết, chào hỏi tất cả mọi người. Bên ngoài, cả đám người đều khâm phục về độ dày da mặt của tên nhóc này là đang chọc tức người khác ư? Hay rốt cuộc cũng đã tiến vào tiên cổ rồi, cũng không còn sợ đám già chẳng biết xấu hổ quan tâm ngày đêm nữa, có thể là chính mình, chờ lúc ta ra ngoài thì sẽ khiến các ông đẹp mặt." Thạch Hạo khẽ nói, ngoại giới không thể nghe được thế nhưng có thể đọc được khẩu hình miệng của hắn, đám già này là hạng người nào? thần linh chiếm đa số ở đây nên họ tự nhiên hiểu được ý nghĩa bên trong. Lúc này, một đám người sắc mặt biến đen, khó mà kìm chế được. Đặc biệt là đám yêu long đạo môn, hỏa vân động, la phù chân cốc, những đạo thống này cố gắng nén lại cân giận, mới vừa nãy đã biết kẻ thù là ai, thân phận đã được xác định. Thế nhưng, không lâu sau lại phát hiện ra, đó cũng không phải là thân phận thật sự của hắn. Cho tới phút này thì bọn họ mới sáng tỏ được, tên kia là ai, đây quả thật là xỉ nhục và căm uất cặp mắt của đám chân thần bốc lửa, ước rằng có thể ăn tươi cả người hắn. Dù là một vài thiên thần cũng kìm nén không được, nhìn thấy nụ cười hài lòng sung sướng kia cứ như là một cái tát vô cùng vang dội dáng lên mặt bọn họ. Từ nay về sau có thể là chính mình, thể hiện ra thân phận thật sự của ta. Thạch hạo vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt của mình, đồng thời thân thể bắt đầu giãn nở, vang lên những tiếng lúc bốt như răng đậu, lập tức hắn cảm thấy toàn thân trở nên khoan khoái. Dáng vẻ của hắn thay đổi, con mắt trong suốt sáng sủa, dung mạo đẹp lên không ít, trong vẻ thanh tú lại có khí chất xuất trần, có thể xưng là phong thần như ngọc, siêu phàm thoát tục. Bây giờ, hắn đã lớn, đã không còn dáng vẻ non nớt của mấy năm trước, hiện giờ đã trưởng thành hoàn toàn, tuấn lãng và siêu nhiên, có vẻ tiên đạo. Ta xin thề, từ đây sẽ là chính mình, không để cho bất ý người nào gây hấn với ta, Thạch Hạo trịnh trọng thề, hắn muốn trở nên mạnh mẽ ở trong tiên cổ này, muốn bản thân lớn mạnh thực lực tăng lên là chúa tể trên con đường của chính mình, không cần phải hóa trang thành người khác. Là hắn, chính là hắn. Bên ngoài có người kinh ngạc thét lên, hoàn toàn nhận ra hắn, đây tuyệt đối là thiếu niên năm xưa thế nhưng lại cao hơn một cái đầu, vẻ phi phàm càng tăng mạnh. Tấm thân cao giáo, mái tóc đen dày, ngũ quan tinh xảo, lông mi cong dài, mắt to linh động, hơn nữa da dày lại óng ánh như ngọc thạch, cả người đều lưu chuyển bảo huy, phong thái khó dùng lời để tả. Sao lại là hắn, Lúc này, người của Minh thổ đều lộ vẻ kinh ngạc. Một kẻ đã chết nay lại xuất hiện, hắn chính là người đã phá hoại kế hoạch lớn của ta. Bên trong chiến xa bằng tinh huyết của Thiên quốc truyền ra lời nói âm u và lạnh khóc, kèm theo vẻ phẫn hận vô biên. Bảy thần hạ giới, kết quả lại bị một thiếu niên ngăn cản toàn bộ, đánh giết sạch sẽ, chính là người này, thế nhưng hắn lại sống, đồng thời cũng đã tới thượng giới. Hạo Nhi. Một tiếng rèo tan nát cõi lòng vang lên từ nơi tần tộc. Hai mắt của Tần Di Minh sớm đã nhòe đi, nàng thật sự không cách nào tin tưởng được, bóng người kia ấy vậy mà lại còn có thể xuất hiện, bao nhiêu lần thức tỉnh từ trong mơ với hai má đẫm lệ nóng. Bao nhiêu lần mơ thấy, bao nhiêu lần nhớ nhung, nàng lúc nào cũng suy nghĩ về đứa con ở hạ giới kia, cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại được nữa, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng mà hôm nay, ở đây, tại trong tiên cổ, thiếu niên kia vẫn chạy nhảy hoạt bát, rồi còn nở nụ cười tươi với nàng, hắn, vẫn còn sống. Người xung quanh liếc mắt nhìn về nơi đây, đây chính là mẫu thân của Thạch Hạo Sao, là mẹ đẻ của một trí tôn tuổi còn rất trẻ. Người của tần tộc ngây dại, không hề nghĩ rằng sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, thiếu niên này không ngờ lại sinh sống đầy vui vẻ, thậm chí có thể nói, mạnh mẽ cường tráng như chân long. Đại sự hắn làm quá nhiều, việc nào mà không kinh động mười phương, chọc thủng trời cao, kết quả chẳng hề có sự việc đáng tiếc gì xảy ra cả. Ông trời, rốt cuộc ông cũng đã mở mắt rồi, đã trả lại đứa con bé bỏng cho con. Tần Di Minh khóc thét lên và cũng đang nở nụ cười, tình cảm khó mà kìm nén được, nàng nhìn chằm chằm vào bia đá, nhìn chằm chằm thiếu niên kia. Thạch Tử Lăng thì hô hấp dồn dập, tay nắm chặt, máu nóng sôi trào, con trai trưởng của mình vẫn còn trên thế gian, việc này khiến hắn cảm thấy bầu trời trên thế gian này vẫn còn có ánh sáng. Tốt, Hạo Nhi, con còn mạnh hơn cả tưởng tượng của chúng ta, chỉ dựa vào chính bản thân mình để đội mù sống lại và đi tới thượng giới này. Thạch tử lăng gầm nhẹ, bên trong mắt khổ chính là giọt nước rưng rưng rồi lăn xuống hai bên gò má. Thời khắc này, phù thê hai người đều vui sướng tới tụt độ đồng thời cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi không thể bảo vệ tốt cho thạch hạo, khiến hắn phải chịu khổ từ thời bé, nhận lấy hết mọi khổ đau. Hơn nữa, sau cùng còn trơ mắt nhìn hắn chết đi, không có bất cứ biện pháp nào cứu vãn. Việc càng khiến hai người lo lắng và tự trách còn có cả đau lòng hơn chính là trước khi chết thạch hạo lại tự chém nghĩa trí tôn cốt rồi giao cho đệ đệ duy nhất của mình. Một ngày đó, bọn họ tựa như hồn bay phách lạc, cả bầu trời tựa như trở nên đến tối. Vốn còn đang suy nghĩ có thể dùng tiên cốt trong cơ thể của Tần Hạo để cứu chữa cho con trưởng thế nhưng vẫn do dự không dám quyết nên đã bỏ lỡ thời cơ. Cuối cùng con trưởng lại tự chém cốt của mình để đưa cho con thứ lần nữa nhớ lại càng khiến hai người muốn khóc lớn lên, họ cảm thấy hắn vô cùng đáng thương, từ nhỏ đã không được chăm sóc chu đáo, còn khiến hắn bị oan ức như thế nữa, trải qua vô số đau khổ. Sau cùng còn muốn một mình nằm xuống ngôi mộ đầy lạnh lẽo ở dưới hạ giới, bọn họ chưa hề chăm lo ở bên cạnh. Giỏi lắm, thạch hạo, tốt lắm, tiểu thạch danh chấn hạ giới, đều cho rằng ngươi đã chết thế nhưng giờ lại tự mình tìm tới tận cửa, có người hiểu rõ nội tình nên mở miệng nói sao sẽ là hắn chứ, sao lại sống lại chứ? Chủ ma quỷ viên với âm thanh đầy lạnh lẽo cùng sát ý mở miệng, đồng thời liếc mắt nhìn về phía tận tộc. Bất lão thiên tôn vẫn bình tĩnh, chẳng hề đoái hoài gì. Gào. Nơi chỗ minh tộc xuất hiện một ngọn bạch cốt sơn nhiễm đầy hắc vụ, bên trên có một thân ảnh cao lớn đứng thẳng, đó chính là minh chủ, sắc mặt hắn thiếu sót màu máu, vẻ đầy tái nhợt, ánh mắt khiếp người tới cực điểm, tiếng gào thét vang lên, minh khí ngập trời, khí tức tử vong lan tràn. Ngày xưa, mười mấy thế lực lớn như Minh Thổ, Thú Hải, Tiên Điện, Thiên Quốc, Ma Quỷ Viên đều hao tốn hết tâm cơ, phải trả giá cực lớn để chiến thiên ý thì mới thành công đưa một nhóm người xuống dưới. Kết quả, chỉ còn đúng bảy thần sống sót nhưng lại bị một tên thiếu niên giết chết toàn bộ, phá đi kế hoạch lớn của họ. Nên biết, năm đó Minh Thổ đã phải trả giá bằng một bộ xương hư không thú cấp bậc trí tôn, đó chính là báu vật phô thượng. Ngoài ra, Thiên Quốc cũng từng trả giá đắt là một lò luyện hư không bên trong có trộn lẫn hư không tiến kim. Một con kiến nho nhỏ lại dám quấy phá việc làm của ta, còn cả gan bò tới thượng giới, chờ lúc ngươi đi ra thì chắc chắn sẽ cung tế cho tích huyết ma kiếm của ta. Bên trong chiến xa đỏ truyền ra tiếng nói đầy lạnh lẽ của chủ thiên quốc. Tất cả mọi người đều ngần ngơ, đây chính là đầu lĩnh kinh khủng của thượng giới. Bao nhiêu năm rồi cũng chưa hề ra tay thế nhưng giờ lại muốn lấy máu của một thiếu niên để hiến tế tích huyết ma kiếm. Giết người hầu của tiên điện ta, không thể bỏ qua được, nơi tiên điện cũng có người mở miệng. Cần bạo táp bắt đầu, mọi người xác định được, đây chính là Thạch Hạo, chính là thiếu niên kia tới từ hạ giới, chắc chắn sẽ không hề sai. Nơi đây chấn động tạo thành sóng lớn ngập trời, tội, hoang, Thạch Hạo, ba thân phận, bất cứ thân phận nào cũng là một chuyển kỳ, đã làm biết bao nhiêu đại sự kinh người. Bây giờ ba thân phận thành một, hoàn toàn lộ ra ngoài ánh sáng khiến tất cả mọi người khó mà tin được. Trong tiên cổ, trên thềm đá thạch hạo ngước đầu nhìn hư không nói ta đoán chừng rất nhiều người đang ngắm nhìn ta hắn nói đúng thế nhưng tuyệt đối sẽ không đoán được có bao nhiêu người những tu sĩ có thể tới đây của toàn bộ thượng giới đều đang quan sát hắn dùng từ muôn người chú ý cũng không đủ để hình dung ra được ta nghĩ một vài lão già chắc gần như phát điên rồi chắc là muốn bất chấp tất cả thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì đâu cái lão rùa thiên quốc kia chính là người hung ác nhất có phải là đang muốn ám sát ta mặc kệ trời ta ra ngoài thì sẽ chặt lìa đầu của ông, báo thù cho quỷ gia, mặc khác, hình như ông cũng có đệ tử đồ tôn tiến vào đây thì phải. Không phải được xưng là sát đạo thần nhân hay sao, thủ đoạn ám sát vô cùng vô song sao, tới lúc đó sẽ giết sạch chúng, đáng ra đám người này phải gọi là lén lút, chẳng chút bàn lĩnh nên mới âm thầm hạ độc thủ. Mọi người không nghe thấy nhưng lại có thể đọc khẩu hình miệng nên hiểu rõ hắn nói cái gì, tất cả đều ngây dại, thậm chí có người suýt nữa thì cười to hắn lại dám trêu chọc chế diễu chủ thiên quốc. Đương nhiên, cũng có người muốn phun ra máu, vì như đám người sát đạo thần nhân kia, tất cả đều nhau mắt lấp loài hàn quang, các đốt ngón tay đều nắm chặt. Người muốn đối phó ta cũng không hề ít, đám minh thổ chắc chắn cũng không phải hạng tốt lành gì, nửa người nửa quỷ, tới lúc đó sẽ tính sổ với các ngươi luôn, đúng rồi, ta cũng chưa hề ăn qua minh tộc, sau này nếu đám cường giả của minh tộc không phải là hình người thì sẽ nướng chín, nếm thử mùi vị ra sao. Mấy lời này vừa ra thì không ít người gần như cắt đứt đầu lưỡi của mình, cũng có chút người trợn mắt nhìn, cũng có không ít người muốn cười to lên, cái gì cũng dám ăn à. Ta cũng không phải đang nói chơi đâu, thạch hạo lẩm bẩm, sau đó bổ sung, tiền điện, quá gian trá, năm đó từng đánh hội đồng một mạch trí tôn ta, giờ ở trong tiên cổ này, ta sẽ đạp nát truyền nhân của các ngươi. Đúng rồi, truyền nhân của tiên điện mỗi lần ra ngoài thì vô cùng đắc ý, còn có nô bộc đi theo, phô trương như thế vậy đừng nói sẽ là con riêng của lão già đang ngủ say trong tiên điện kia. Mọi người chẳng biết nói gì cả, tên nhóc này miệng lưỡi thật là độc, là nói xấu người ta một cách trắng trận mà. Cùng lúc đó có người đắp trả, trong điện đồng cổ xưa lơ lửng trên hư không rung nhẹ lên, hiển nhiên người ở bên trong đã bị chọc tức. Thiên nhân tộc chắc cũng có mặt, một đám chuột nhắt phong ân bội nghĩa, các ngươi sớm đã biết được thân phận của ta thế nhưng vẫn không hề nói ra là muốn nuốt trọn bảo thuật côn bằng của ta. Đúng là đám bại hoại, Thạch Hạo nói. Những câu này vừa ra liền khiến mọi người thiên nhân tộc biến sắc, tên khốn này quá ác, lòng dạ ghê tẩm là đang cố ý nói cho tất cả các giáo biết, vạch trần toàn bộ bộ mặt của thiên nhân tộc. Trước giờ chúng ta không hề biết, hắn đang nói bậy, có người thiên nhân tộc vội vàng phân bua. Ta nghĩ, với tính cách của bọn họ chắc chắn sẽ ra sức phủ nhận, lòng dạ đám người này xưa nay đều không giống nhau, vòng ân phụ nghĩa, Thạch Hạo nói. Phía thiên nhân tộc đại hận, chuyện này đã phá hỏng con đường của bọn họ, còn có thể nói cái gì nữa chứ? Người của những đạo thống khác đều nhìn về bọn họ, về mặt kỳ lạ. Đám yêu long đạo môn, hỏi văn động, la phù chân cốc, đạo thống của các ngươi được xưng là trường tồn cùng thế gian, chống giữ tội châu, thật sự là đám người vô liêm sỉ vô đức vô nhân tính tổ tiên của bọn ta trấn thủ ở biên hoang vậy mà các ngươi lại nói xấu hậu nhân của họ, xem như là kẻ tù tội. Lời này vừa ra liền khiến các giáo ở thượng giới đều chấn động. Ta còn nhớ, các ngươi từng uy hiếp ta, nói là trong tộc của các ngươi có sơ đại, có quái thai cổ đại, ta đang chờ đây, nhất định sẽ giết sạch toàn bộ bọn họ trong tiên cổ này. Bên ngoài, đám người hòa vân động, yêu long đạo môn như muốn phát điên không chỉ có bọn họ mà phàm là những đạo thống nào bị chỉ điểm nêu tên thì sắc mặt đều hóa đen, trong lòng cố gắng kìm nén cơn tức giận. Đúng rồi, ta còn có một thân phận nữa, năm đó khi ta còn ở thượng giới thì đã từng từ hư thần giới tiến lên linh giới, truy đuổi một đám người chạy tới mấy trăm dặm, cái tên Hạo Thiên cũng là do đám người đó đặt cho. Thạch Hạo nói tới đây thì tiếp tục nở nụ cười tươi, lời tự thú này cũng không hề quan trọng, cũng không xem như là đã tiết lộ thân phận thứ tư của mình. Việc này tuyệt đối là cố ý, nụ cười tươi giói này cứ như là vẻ trăm biếm trắng trợn đối với rất nhiều đạo thống là một sự nhục nhã. Người chắc chắn sẽ phải chết ở tiên cổ, có người căm hận. Ta đoán rằng chắc chắn mọi người đều đang nghiến răng nghiến lợi, Thạch Hạo bình tĩnh nói, vẫn là nhìn hư không như trước, nói, dù là ông trời cũng không cách nào thu ta được, phải trơ mắt nhìn ta bò ra từ trong mộ, rồi sống khỏe cười đùa mỗi ngày, các ngươi nên cầu khẩn cho môn đồ của mình đi thì hơn. Nói tới đây thì Thạch Hạo đột nhiên ngẩng đầu, khí thế cả người tăng vọt, tựa như là một vị ma vương. "Đám đó đừng nên trêu chọc ta, nếu không thì diệt sạch, ăn được thì cứ ăn, làm ấm giường được thì cứ chén, một tên cũng chạy không được." Hắn nói trắng trợn, sau đó cười ha hả. Người của một vài đại giáo tức giận, đồng thời trong lòng lại dùng mình, bọn họ nghĩ tới rất nhiều thứ. Thiếu niên này vốn từng có hai khối trí tôn cốt thế nhưng khi còn bé đã mất đi một khối, sau khi lớn lên thì tự chém đi một khối, trước khi chết đã đưa cho đệ đệ của mình. Theo lý mà nói, chắc chắn hắn phải chết thế nhưng năm lần bảy lượt đều sống sót, không chỉ không phế mà càng ngày càng mạnh hơn. Hắn dựa vào bản thân mình, một mình đi tới tận thượng giới này, hóa thân làm hoang, tạo nên uy danh hiển hạch. Tới hiện tại cũng chưa hề vận dụng qua thần thông và bảo thuật mạnh mẽ nhất của mình, vậy hắn mạnh tới cỡ nào đây? Tất cả mọi người đều sợ hãi, thiếu nên này, quá ghê, không có trí tôn cốt thế nhưng vẫn sở hữu phong thái vô địch, hơn nửa tiên cổ sẽ loạn vì hắn. Rốt cuộc cũng có thể buông tay chiến một trận, không cần phải áp chế đủ đường nữa, toàn bộ bảo thuật cũng có thể triển khai rồi. Thạch Hạo nói, cùng lúc đó sau lưng hắn xuất hiện một cặp cánh côn bằng cực lớn, cứ như là đám mây che trời kèm theo thần quang cuồn cuộn. Hiển nhiên, khí thế này quá nồng nặc nên đã kinh động tới rất nhiều sinh linh ở phía sau hắn, trong lúc này có người ngạc nhiên rồi âm thầm xuất thủ. Kết quả, hai cánh hơi vỗ thì phía sau nổ vang, những sinh linh đang âm thầm ra tay kia đều nổ tung hóa thành mưa máu xương cốt. Dáng vẻ ma vương thì chuyển toàn bộ chứ không ẩn giấu chút nào nữa. Việc này khiến cho mọi người ở bên ngoài kinh hãi, hắn muốn buông tay chiến đấu thì chắc chắn sẽ kinh khủng hơn hoang, hơn tội nhiều, thật sự sẽ xuất hiện sóng to gió lớn rồi. bên trong tiên cổ, bên trên bậc thang luyện lờ khí hỗn độn. Thạch hạo đưa lưng về đám sinh linh kia, dáng vẻ ma vương hiển lộ hết toàn bộ. Đi. Một đám sinh linh khác cũng không dám trêu chọc nữa nên vội vàng rời đi, trốn thẳng về thế giới lộng lẫy ở phía cuối bậc thang kia. Bóng lưng quay về bọn họ kia chính là một thiếu niên có hai cánh che kín cả trời, áp lực tản ra vô tận khiến mỗi sinh linh đều nơm nớp lo sợ. Hai cánh hơi vũ nhẹ thì đã khiến một đám tôn giả mạnh mẽ nổ tung, màu xương đều xuất hiện, hắn mạnh mẽ tới mức nào. Có người đột phá và tiến vào trong bí thổ tiên cổ rồi. Ngoại giới, một vài chân thần kinh ngạc thốt lên, họ nhìn chằm chằm vào tấm bia đá trơn bóng như gương kia, nơi đó đang xuất hiện cảnh tượng bên trong tiên cổ. Dù là thiên thần cũng phải thay đổi sắc mặt, tấm bia đá đó chiếu dọi cảnh tượng xung quanh của một sinh linh, lần lượt cũng có vài tấm bia đá xuất hiện dị tượng, màu sắc rực rỡ, thành quang ngập trời. Thời khắc này, lực chú ý của mọi người đặt trên hoang, tội, thạch hạo thì cũng từ từ rời đi, ai nấy cũng nhìn về một vài quái thai cổ đại khác. Vèo Cứ như là thần tiện khai thiên mang theo khí tức đại đạo và thần hà sáng rực, hư không trở nên uốn lượn, có người bước ra khỏi con đường bằng cầu thang đá kia và tiến vào trong một thế giới khác. Gần như là cùng lúc, những người khác cũng đã bước ra con đường của chính mình ba ngàn con đường đá đều chấn động, động đất rung chuyển kèm theo là sương mù mờ ảo vương xuống mưa ánh sáng rực rỡ, còn có những tiếng nổ vang dền của đại đạo. Mới ngày thứ 9 mà đã có người đột phá tiến vào tiên cổ rồi, nhanh hơn một ngày so với các đời trước. Dù là thiên thần cũng thay đổi sắc mặt, toàn bộ đều nhìn chăm chú vào trên bia đá trơn nhẵn kia, nhìn xem từ cảnh tượng ở bên trong tiên cổ. Những người kia càng thêm mạnh mẽ hơn xưa, cho nên mới sớm hơn một ngày, một vị giáo chủ than thở. Chính vì những người này từng đi qua con đường đá này nên toàn bộ cổ lộ đều đã thay đổi, áp lực giảm xuống nhỏ nhất cho nên hành động của những người khác cũng nhanh hơn không ít. Ngoại giới, điện đồng lơ lưỡng trên không trung dung nhẹ nhẹ, có người kéo tấm rèm che bằng xương thú rồi nhìn về phía ba ngàn cánh hoa đại đạo kia, nhìn chăm chăm cảnh tượng ở trong tiên cổ. Một chiếc chiến xa tử kim cứ như treo lơ lưỡng từ trước thời đại khai thiên tích địa vậy, đó là chiếc xe kéo của hoàng tộc đương đại, ở trong bắn ra hai luồng ánh mắt màu tím cứ không nứt ra rồi rơi lên trên cánh hoa tiên đạo. Các nhân vật bắt đầu dịch chuyển, chăm chú quan sát. Bên trên một vài bia đá chiếu ra những giọt nước rực rỡ, rất hư ảo, dường như là một giấc mơ vậy. Đó là cảnh tượng bên trong tiên cổ à, có rất nhiều tu sĩ thuộc thần hòa, chấn nhất cảnh là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này nên hô hấp dồn dập, căng thẳng ngóng nhìn. Từng bọt khí pha tạp các màu sắc rực rỡ được khí hỗn độn bao bọc, trong vẻ mơ hồ ấy lộ ra khí tức kinh khủng, cứ như ẩn chứa sức mạnh bất hủ vậy. Một bọt khí đại biểu cho một địa vực, mà những bọt khí này lại giao hòa với nhau, cũng có ý nghĩa là các nơi có thể thông với nhau. Nơi đó rất kỳ dị, bên trong tiên cổ lúc thì mãnh liệt, lúc thì lờ mờ, rất nhiều địa vực bị vô tận ảo ảnh bao phủ, phân tách thành những lãnh địa hoàn toàn khác nhau trong thì nhỏ nhưng kỳ thật đều là những khu vực lớn tới vô biên, có một vài chỗ thần thánh an lành và cũng có cổ thổ lại tràn ngập hung hiểm vô tận. Bọt khí rất nhiều, tựa như là từng tiểu thiên thế giới vậy, trong vẻ loang lỗ là phong cách cổ xưa ẩn chứa khí tức của thời gian, tích lũy những bí mật từ cổ trí kim. Ừm. Um. Có người xuất thủ, tay cầm đại kích va chạm liên tục với một người, lập tức người đó liền bị người khác nhận ra, đó chính là truyền nhân của tiên điện. Thật là kịch liệt tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, trận chiến này bùng phát ra hào quang đủ khiến tu sũ thần hòa, trần nhất cảnh cũng phải biến sắc. Đối thủ của hắn là một thiếu niên tóc đỏ vô cùng yêu ta và ngang ngược, khoái miệng mang theo nụ cười lạnh lẽo. Rốt cuộc cũng đã tìm thấy ngươi, ta đã luyện đại phần thiên công tới mức mà trước giờ chưa ai đạt được. Đầu tiên là chém mấy tên mạnh nhất ở đương đại này, sau đó là diệt quái vật cổ đại. Thôi thì bắt đầu từ ngươi vậy. Thanh niên tóc đỏ này đầy lên một chùm ánh lửa đen cứ như là một thế giới vậy, giơ tay nhấc chân thì khiến hư không mơ hồ, tựa như có thể thiêu hủy cửu trùng thiên. Ngoại giới, tất cả mọi người đều biến sắc. Người này lại muốn săn giết truyền nhân của tiên điện, việc này trắng trợn và ngang tàng tới cỡ nào? Nhưng mà khi nghe hắn nói tới đại phần thiên công thì mọi người đều thở dài, biết hắn là tên quái vật như thế nào, thiên công này đủ để sánh ngang với thiên công lục đạo luân hồi. Mạch này, mấy vạn năm cũng chưa chắc xuất thế một lần, nhưng chỉ cần xuất hiện thì chắc chắn sẽ mạnh tới mức khiến người khác tuyệt vọng. ầm! Um. Pháp lực dâng trào, hai người sau khi đánh ra một đòn cuối cùng thì lập tức cổ địa bị xé rách trở nên nguồn ngang, là bị vết rách hư không đầy to lớn tách ra. Thật mạnh, mọi người biến sắc, quá nửa là tôn giả mạnh mẽ nhất hiện tại rồi. Về phần truyền nhân tiên điện, mọi người cũng không có chút ngoài ý muốn gì, hắn đã dung hợp chủ thứ thân nên nhất định sẽ trói loại cổ kim ở cảnh giới Tôn Giả trong đương đại này thì đã không có đối thủ rồi. Mà kia lại là truyền nhân đại phần thiên công, nên càng khiến người khác run sợ hơn. Rất nhiều người chợt nhớ, tên khốn này khi vừa mới xuất thế không bao nhiêu ngày thì đã giết chết Tôn Giả mạnh mẽ nhất của mấy châu, tính máu me rất nặng. Ầm. Um. Một hướng khác, mấy vị nhân kiệt vô thượng thời cổ đại như Trường Cung Diễn, Cổ Kiếm Vân cũng bắt đầu giao chiến, hư không hai bên bị chém nứt, vạn vẹo chấn động ngoại giới. Bọn họ đang tranh cướp cổ địa những bóng người khác không ngừng lao ra, không ngừng tìm kiếm, thì thoảng lại xảy ra va chạm thế nhưng từng người đều cảm ứng thật tỉ mỉ và tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Cuối cùng, tất cả đều di chuyển rồi tách nhau ra, tựa như tia chớp vọt vào một vài bí địa loang lỗ các màu sắc, con đường của từng người sẽ hoàn toàn khác nhau. Mỗi lần tiên cổ mở ra thì sẽ có những nơi khác biệt, thế nhưng cũng sẽ có một vài cổ địa bất biến, bọn họ đi đoạt thiên duyên của chính mình một vài thiên thần than thở ngập tràn ước ao cùng với phiền muộn, nơi đó nhất định sẽ xuất hiện huy hoàng, đang tiếc lại không có quan hệ chút nào với bọn họ. Quái thai của cổ đại cũng không phải là lần đầu tiên tham gia loại đại chiến như thế này, tiến vào tiên cổ là để tìm tạo hóa cho nên họ hiểu biết rất nhiều, đều có mục tiêu rõ rệt. Bọn họ muốn đi đột phá, có thể sẽ có người niết bàn bên trong tiên trì chứa đầy máu của Phượng Hoàng cũng nên lần tiến vào cuối cùng này, nếu như có người tìm được trứng chân long trong hỗn độn thì cũng không phải là không chấp nhận được. Dù là giáo chủ mạnh mẽ nhất của thượng giới cũng lộ vẻ khác thường, trong mắt lóe lên vẻ hực hừng, ao ước và chờ mong, thì nhưng lại cảm thấy đáng tiếc khi bản thân không thể tiến vào. Rất rõ ràng, đám quái thai cổ đại mạnh mẽ nhất sớm đã chọn được cổ giới cho riêng mình, muốn tới đó để đột phá nhân nhóm thân hòa, sau đó sẽ thu được tạo hóa càng lớn hơn bên trên cầu thang đá xanh kia có người đột phá thế nhưng cũng không phải là sơ đại mạnh mẽ nhất cũng không phải là người ẩn tàng từ cổ đại cũng chỉ là những tôn giả bình thường những người đứng đầu sẽ chọn lựa nơi thần thánh nhất để lột xác một cách hoàn mỹ thần hòa cảnh rất quan trọng có vài người muốn mượn thánh địa trong tiên cổ để bật nhảy một cú thật cao ví như cổ động kỳ lân hay là ngọn núi ngộ đạo được cho là thập hung từng tọa quan qua những người lần đầu tiên tiến vào tiên cổ này chắc chắn sẽ không biết những việc này, chỉ có đám người kinh khủng nhất như lúc quan vương Ninh Xuyên, cổ kiếm vân của kiếm cốc thì mới hiểu rõ một vài chỗ. Ngoại giới tuy rằng có lưu truyền, biết những thứ này thế nhưng tuyệt đối không cách nào biết được tọa độ của những địa phương này. Trừ phi là những đạo thống như tiên điện, trong môn phái có tiên hiền đi rèn luyện, hiểu rõ một vài bảo địa thần kỳ nên có thể lưu lại cho truyền nhân của mình. Trong thời gian ngắn, nhóm người thứ nhất biến mất, không thấy hình bóng đâu nữa bọn họ đi tới nơi tọa quan của chính mình những người này cần phải hiểu rõ về hoàn cảnh trong tiên cổ này còn những người khác thì cũng nhanh chóng rời đi nếu không rất có thể sẽ có người tới trước mà đột phá thần hòa cảnh một cách hoàn mỹ sau đó lại trở về săn giết bọn họ như vậy là phiền phức lớn rồi hiện giờ mặc dù những người này là địch thủ sinh tử với nhau thế nhưng cũng chỉ có thể bỏ qua hòng nhanh chóng tới địa điểm để đột phá phía sau những người khác ngây dại đứng trước từng bọt nước nhìn ánh sáng hỗn độn âm cổ đại đạo tựa như có như không bên tai, bọn họ không biết nên tiến vào trong khu vực nào đây. Đi thử từng cái, chắc chắn sẽ phát hiện được trọng địa thần thánh, dù gì cũng có rất nhiều thời gian mà, có người di chuyển. Tiền cổ, mình mong vô biên, nghe nói chưa từng có người nào tra xét hết toàn bộ, chắc chắn vẫn còn những bảo địa vô lượng, dù là đám quái thai cổ đại kia cũng chỉ dò xét được một góc mà thôi, không cần phải ước ao mục tiêu của bọn họ, tự mình đi thăm dò là được. Đương nhiên, nói vậy nhưng bọn họ cũng sẽ tránh những nơi mà đám vừa nãy đã tiến vào, không muốn gặp phải quái thai cổ đại kia. Bên trên cầu thang đá xanh lục tục có người đi ra, sau đó không ngừng tiến vào trong những bọt khí và dẫn tới những địa giới hoàn toàn khác. Từ xưa tới nay, chỉ cần có người xông ra khỏi con đường đá kia thì áp lực bên trên 3.000 con đường cổ kia sẽ chợt giảm, người phía sau sẽ được thoát khỏi áp lực và xông ra ngoài. Vì vậy, liên tiếp có người xuất hiện ở cuối con đường chỉ còn không đầy bao nhiêu ngày nữa thì tất cả mọi người sẽ rời khỏi và có thể bước vào cổ giới lộng lệ kia. Lúc này, tất cả mọi người ở bên ngoài khu không người đều thay đổi sắc mặt, Thạch Hạo lại là người đi ra ở ngày đầu tiên nên khiến một đám người kinh ngạc, dù là người có thủ oán với hắn hay không thì cũng không thể không thán, kể thật. Bởi vì, hắn không ngừng xuyên thủng các giới bích, đi tới những con đường khác nhau. Khi tới những con đường này, tuy rằng có lúc sẽ tiến lên một đoạn, nhưng dù sao phương hướng của hắn là phương ngang, lại ra phải là người cuối cùng đi ra mới đúng. Nhưng hắn lại xuất hiện trước so với đa số mọi người. Đây chính là nơi sâu trong tiên cổ à, Thạch Hạo nhìn về từng bọt nước ở phía trước, nơi đó bao quanh một vào địa vực mơ hồ. Duệt. Một tên sơ đại chuyển động sông vào một bọt nước hơi lớn, trước mắt đã xé rách bọt nước đó, người ở phía sau cũng có thể nhìn thấy được chút cảnh tượng bên trong, mặt đất mênh mông rừng rậm chẳng chịt, phía cuối chân trời có một tòa thành khổng lồ đen thui, nơi đó cư trú rất nhiều sinh linh. Hả, con có cả thành trì luôn à, con có chủng tộc thần bí, thạch hạo cao mày. Gào, tiếng rít vang lên, cách đó không xa có một con lòng ngao, cả người lấp lánh ánh bạc nhảy cao lên, nó cứ như là ngọn lửa đang bốc cháy hương hực, nó cũng vụt vào trong một bọt khí. Mọi người vội vã quan sát, bên trong là một khu sa mạc, ở phía cuối có hơi nước thánh khiết bốc hơi lên cao tựa như là dòng suối sinh mệnh mà ngay cả giáo chủ cũng phải đỏ mắt không ít người khiếp sợ nên nhanh chóng vọt vào cũng có người yên lặng đứng bên ngoài suy tư trong sa mạc thì thường gặp nhất chính là ảo giác đi vào cũng chưa chắc có thu hoạch gì bọt khí rất nhiều tựa như là tiểu thiên thế giới giao hòa với nhau có thể xuyên qua lẫn nhau thạch hạo quay đầu liếc nhìn phía sau là ba bậc thanh đá xanh đối với hắn thì có ý nghĩa không hề tầm thường hắn muốn viên mãn thần hòa nên muốn mượn nhờ thứ này để tham khảo vì vậy ban đầu hắn cũng không có vội vã rời đi cũng không phải thuộc nhóm người xông ra khỏi con đường đá này bọt nước hư ảo tiểu thiên thế giới đông đảo lộng lẫy vô cùng từng cái đều ẩn chứa những cơ duyên to lớn khác nhau khiến người khác khó mà lựa chọn được đột nhiên hư không mở rộng mấy chục bọt nước dung chuyển rồi bị xé ra có người từ bên trong sông ra ngoài. Đây là người nào, liên tiếp xuyên thủng giới bích rồi xuất hiện bên trong một cổ điện nào đó, và rời sông về lại đây. Một người bay ra ngoài, trên người tựa như có lông chim bay xuống, thanh quang lấp lánh, hắn cầm trong tay một cây đại kích, tư thái thần mãnh, gận sóng bằng khí kia hất bay rất nhiều tôn giả, khiến họ ho ra đầy máu. Chính là truyền nhân tiên điện, trên người hắn mặc giáp trụ tiên vũ, tay cầm một cây bảo kích, không biết vì sao lại trở về. Hả, hắn liếc nhìn thì thấy thạch hạo, con người ấy hóa thành hai ký hiệu màu bạc, hắn nhanh chóng nhào tới. Là ngươi, tới thật đúng lúc, thạch hạo càng thẳng thắn hơn, lấy ra chiến kích hư không cầm chặt nơi tay, sau đó hét lớn một tiếng chém về trước. Keng! Hai cây đại kích chạm nhau lập tức tia lửa vang khắp nơi, hư không nứt toác. hai người đều được trời sinh thần lực nên khiến thần lực nơi này sôi trào. Tất cả mọi người đều dùng phù văn bảo vệ hai tay sau đó là nhanh chóng bay ngược lại, loại tình cảnh này quá kinh khủng, họ vẫn là tôn giả ư, mạnh tới mức dù là thần linh cũng sợ. Đặc biệt là, hai cây đại kích ấy đều không phải là vật phàm, có thể kích nứt hư không, khe lớn đen ngòn to lớn kia đủ khiến thần linh phải tránh lui, không dám chạm vào. Bởi vì, đó chính là hư không đại liệt chạm. Ai cũng không nghĩ tới, vừa mới đối đầu mà đã kịch liệt như thế rồi. Giết! <laughs> Chuyển nhân tiên điện thét dài, giáp trụ tiên vũ trên người phát ra ánh sáng như là phi tiên, lập lánh và trói rực, hắn cầm đại kích trong tay, sát khí sôi trào toàn thân rồi lần nữa chém tới. Kẻ thù gặp nhau nên chắc chắn sẽ điên cuồng. Quá mạnh mẽ, đây là khí phách vô địch. Tất cả tôn giả đã lui về sau kia đều sợ hãi, khi nhìn thấy tình cảnh này thì thân hồn cũng phải rung động, chuyển nhân tiên điện đã dung hợp chủ thứ thân nên mạnh tới nghịch thiên. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, cả người hắn ngập tràn ánh sáng, chiến huyết thiêu đốt, tay cầm chiến kích hư không quét về trước. Hắn không hề bảo lưu gì nữa, nên cứ thế giết về trước, lưỡi kích sáng như tuyết chiếu rực cả bầu trời, cứ như là một vị chiến thần đầy mạnh mẽ từ cổ đại xuất thế, không thể ngang hàng. Ồm. Um. Lần này, hai cây đại kích lần nữa va chạm, hư không lại xé rách, thân mang sôi trào, biển ánh sáng vạn trượng, hai người cứ như là hai con chân long hình người va chạm với nhau. Truyền nhân Tiên Điện đã dung hợp chủ thứ thân, vậy mà lại không thể bắt được hắn, có tôn giả khiếp sợ. Cả thế gian này đều biết, truyền nhân của Tiên Điện đã dùng chân thân thật sự của mình để xuất thế, sự mạnh mẽ đã vượt qua trước kia đủ để sánh vai cùng với quái thai cổ đại, là cường giả đứng đầu, là vô địch ở đường đại. Nhưng mà hắn lấy binh khí và quyết chiến với người khác, giết tới đỏ cả mắt mà cũng không cách nào đánh bại được đối phương, việc này khiến người khác kinh ngạc. Không có chuyện bất ngờ đâu, bởi vì đó là hoang, có người nhỏ giọng nói. Mặc dù dung mạo của Thạch Hạo đã biến đổi, nhưng mà chiến kích trong tay của hắn quá bắt mắt, vốn đây chính là chiến bảo của tiên điện có giá trị liên thành nhưng đã bị hắn đoạt được. Rất nhiều người biết chuyện này. Đây cũng chính là nguyên nhân mấu chốt khiến chuyển nhân tiên điện phát ra sát khí mênh mông như vậy, đó chính là binh khí của thứ thân nhưng lại rơi vào tay của địch thủ, thật là một sự sỉ nhục. Tất cả các địch thủ đều bị ta trấn áp, ngươi nạp mạng đi. Chuyển nhân tiên điện hết lớn, bên ngoài bay lượn vô số cọng lông chim, đó là do mưa ánh sáng biến thành, thanh khiết nhưng lại mạnh mẽ tới kinh người. Hai con mắt hóa thành ký hiệu màu bạc, bản thân thì nhìn thấy toàn bộ cảnh vật tựa như biến chậm lại, hắn đang tìm kiếm nhược điểm của Thạch Hạo, sau đó nhấc theo đại kích tiếp tục giết về Thạch Hạo. Thạch Hạo biết, hơn nửa tiên này đã bước đầu mở ra võ đạo thiên nhãn, ký hiệu màu bạc hừng hực trong con người đã nói lên tất cả, có thể nhìn thấy mọi thứ vô căn cứ mặc dù hắn không phải có dung mạo của hoàng thế nhưng ngay từ đầu đối phương đã hiểu rõ được khí tức bản nguyên của hắn. Không thể không nói, truyền nhân tiên điện xác thực đã mạnh tới mức đỉnh cao nhất, vàng dội cổ kim, ở tôn giả cảnh thì có thể quét ngang, ở cửu thiên thập địa thì không hề có đối thủ nào. Chỉ là, hắn lại gặp phải hoang và gặp phải tràn ngập biển số. Thạch hạo, tôn giả đại viên mãn, vượt qua lôi kiếp, dũng tuyệt thiên hạ, lúc này khí tức bùng phát đủ để đè ép chư hùng cung cấp, để các tôn giả phương xa nơm nớp lo sợ. rồng, hai người bùng phát ra đòn đánh thứ ba, sát khí như đại dương, phù văn dày đặc sáng rực kinh thế. tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy nơi đó đang diễn ra chuyện gì, mãi tới tận cuối khi hai người tách ra thì ai nấy đều ngơ ngác, hư không đã bị đốt cháy. rất nhiều người bị khí tức ấy làm cho chấn kinh gần như muốn gục ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, bên ngoài khu vực không người, mọi người đều ngẩn người. Lúc này chỉ vừa mới nhập tiên cổ thế nhưng hai kẻ địch trời sinh đã nhất định phải quyết tử chiến, muốn phân sinh tử hay sao? Không đúng lắm, tại sao truyền nhân của tiên điện ra chạy ra chứ? Lúc này hắn phải tiến cấp lên thần hòa cảnh mới đúng chứ? Nếu không, người ở cấp số này thành công lột xác rồi quay lại săn giết các đại quái thai thì rất nguy hiểm. Mọi người nhíu mày, có chút không hiểu đám người lục quan vương ninh Duyên, truyền nhân kiếm cốc cô kiếm vân trường cung diễn tuyệt đối sẽ không trì hoãn thời gian sẽ chọn một bảo địa thần thánh để thực hiện việc lột xác hoàn mỹ truyền nhân tiên điện tuyệt không nên phạm sai lầm như thế này mới phải truyền nhân tiên điện thật mạnh thần dũng cái thế ở tôn giả cảnh thì quả thật đã đi tới cực điểm mà đoán chừng các tu sĩ từ xưa tới nay chưa hề đoán được đây chính là cảm thán của một vị giáo chủ phật gia hắn cũng không phải khuếch đại mà quả thật là như thế những người khác cũng tán thành, bởi vì sau khi chuyển thân tiên điện dung hợp chủ thứ thân nên xác thật đã thăng hoa tới cực điểm, sức chiến đấu mạnh mẽ tựa như núi lửa phun trào, chắc chắn là vô địch. Hoàng, cũng rất đáng sợ, ở trên con đường tôn giả thì hắn đã đi tới phần cuối, chẳng lẽ muốn bước ra một bước, tiếp tục con đường cụt để vượt qua toàn bộ của nhân ư? Còn không trốn à, giết ngươi, thạch hạo mở miệng, cả người phát sáng, lời này vừa ra thì khiến mọi người đều ngây dại cực cảnh của tôn giả đã không còn đường nhìn bộ dáng của thạch hạo chẳng lẽ còn muốn tái tạo lại một thế giới nữa hay sao loại tự tin loại phong thái vô địch này khiến tất cả mọi người đều run rẩy cặp cánh côn bằng sau lưng ngập tràn hỗn độn vẫy mạnh thiên phong gào thét hai khí âm dương xoay chuyển sức chiến đấu của thạch hạo chật tăng vọt hắn lao về phía truyền nhân của tiên điện ai cũng biết đòn đánh này nhất định sẽ khiến thiên địa phải run rẩy kinh khủng vô biên nhưng mà làm cho mọi người ngạc nhiên chính là Chuyển nhân tiên điện vốn tự phụ rằng mình vô địch, nhìn xuống khắp thiên hạ trượt tránh lui, không có đón đánh. Chuyện gì xảy ra? Có không ít tôn giả ở gần đó ngây người, dù là cường giả ở bên ngoài khu vực không người cũng ngẩn ra, hắn sợ ư. Sau một khắc, mọi người đã hiểu. Ở phía sau, hư không nứt ra rồi xuất hiện một đầu rồng cực lớn đang há miệng táp về phía thạch hạo, tựa như muốn nuốt trôi hắn vào trong. Cùng lúc đó, truyền nhân tiên điện xoay người rời đi, lần nữa xuyên qua giới bích của cổ địa lộng lệ kia rồi nhảy vào trong một bọt khí, cũng không hề quay đầu lại. Thạch hạo phản ứng cực nhanh, lấy chiến kích cắt đứt hư không rồi nhảy vào trong, cứ thế biến mất tại chỗ, kết quả đầu rồng to lớn kia khép lại, nó cắt đứt hư không nơi đó trở nên méo sẹo. Đó là một con giao long, đã đạt tới thiên thần cảnh nó âm ầm vọt ra rồi nhảy bật vào hư không khiến tất cả mọi tu sĩ gần đó đều sợ hãi, một con sinh linh đầy nguy hiểm lại xuất hiện. Tất cả mọi người đều đã hiểu, truyền nhân tiên điện vì sao lại trở về, chính là vì sau lưng có thiên thần đang đuổi giết, mà vừa này rõ ràng là muốn kéo thạch hạo chịu tội, thầy hắn nhận lấy cái chết. Còn dao long to như núi lần nữa há miệng, chỉ trong nháy mắt mười mấy tên tôn giả đã bị nó nuốt hết vào trong miệng, muốn chạy cũng không cách nào chạy thoát được, bị một nguồn sức mạnh nào đó cuốn vào trong xích sắt vang lên, tiếng kim loại va chạm chói tai, trên người giao long đó lại có xích sắt, nó bị khóa chặt nối với vùng đất đầy thần bí ở phía sau, không thể nào xung kích xa hơn được. Vì vậy, một nhóm lớn tôn giả mạng lớn khác nhanh chóng bỏ chạy, không muốn nán lại làm mùi ngon cho nó. Xích sắt kia phát sáng, ký hiệu dày đặc, bí lực phù văn tỏa ra đầy mạnh mẽ trấn áp nó, đồng thời kéo nó về sau, cuối cùng giao long hí dài mang theo vẻ không cam bị kéo trở lại trong bọt nước. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn thấy được chỗ cổ địa kia, nơi đó tựa như là long huyệt đầy thần bí. Còn giao lòng này bị khóa chặt lên một cọc đá bên cạnh hang rồng. Đó là một bảo địa, đồng đảo tôn giả chấn động, bọn họ hiểu truyền nhân tiên điện đã biết một bảo địa thần thánh nên muốn nhen nhóm thần hòa ở nơi đó, không nghĩ rằng đã chọc giận một vị thiên thần. Ngoại giới, các giáo chủ đều giật nảy mình, đó là nơi thế nào, đường đường là thiên thần thế nhưng lại bị xích chặt trên trụ đá để trông coi cửa động. Thạch Hạo nhau mắt chứ không hề quan sát kỹ bên trong, bởi vì thế giới trong bọt nước kia nhất định là rộng lớn vô biên, không hề có chút phương hướng thì khi tìm kiếm sẽ phải hao phí vô tận thời gian. Ngoài ra, nơi đó còn có thiên thần, hiện giờ tuyệt đối không thể tham. Hắn tin chắc, truyền nhân tiên điện hiện tại chỉ có thể lựa chọn chỗ niết bàn khác, dù là sau khi trở thành cao thủ thần hòa cảnh thì một khoảng thời gian sau cũng khó mà quay lại đây được. Nơi đây yên tĩnh lại, càng ngày có càng nhiều tôn giả xuất hiện hơn, tất cả đều lên đường tiến vào những khu vực khác nhau, đi tới những tiểu thiên thế giới khác nhau. Đương nhiên, tất cả những địa vực này đều liên kết với nhau, cũng không hề ngăn cách gì cả, nhiều lắm thì chỉ cần xuyên thủng giới bích là được. Thạch hạo đừng yên tại chỗ suy nghĩ, trở thành cao thủ thần hòa cảnh là quan trọng và cấp thiết nhất, bởi vì bất kể là sơ đại hay là quái thai cổ đại hiện tại vẫn chọn phương án này. Hắn tin chắc, sau này hơn phân nửa sẽ có người dựa vào cảnh giới cao hơn để nghiền ép đối thủ của mình thời gian vô cùng cấp bách, mạnh mẽ như những kỳ tài cao cấp nhất kia cũng không dám trì hoãn thời gian. Cuối cùng, Thạch Hạo cũng không có chọn bất kỳ bọt khí nào, tuy rất nhiều, ánh sáng mơ ảo, bên trong có rất nhiều cơ duyên thần bí thế nhưng hắn cũng không hề tiến vào. Thạch Hạo biến mất, vô thanh vô tức, né tránh tất cả mọi người rồi trở lại con đường đá hẻo lánh kia, hắn lui về sau. Bởi vì, đạo của hắn không giống, cần phải lưu lại. Thần hòa cảnh, đối với tất cả các tu sĩ thì đây chính là cảnh giới để xây dựng căn cơ của thần linh, sự ảnh hưởng sâu xa vượt qua tất cả mọi cảnh giới khác liên quan tới thành tựu và con đường rộng lớn sau này của bản thân. Thạch Hạo không muốn đi lên con đường của tiền nhân, hắn muốn bước về một thiên địa hoàn toàn khác, mặc cho khó nhọc, mặc cho gần như những người cổ đại đều thất bại khi làm thế, nhưng mà hắn muốn thử có mấy ai, tuy rằng lột xác không hoàn toàn thế nhưng vẫn có thành tựu nhất định, không cần phải đi theo con đường tầm thường để nhen nhóm thân hòa. Thạch Hạo đọc rất nhiều cốt thư, tất cả đều là do Tề Đạo Lâm đưa cho hắn, bên trong có rất nhiều kinh nghiệm cùng với trí tuệ của một nhóm người kinh diễm nhất cổ đại. Đây chính là sự dẫn dắt vô cùng hữu ích với hắn. Lấy thiên địa làm lò, lấy vạn đạo làm lửa, đốt thân thể, thiêu nguyên thần, xây dựng chân ngã. Hắn trở lại bên trên bậc thang đá, đứng một mình trên con đường không người này đoà hoa tiên đạo nở ra ba ngàn cánh, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa một loại đạo và đối ứng với ba ngàn con đường đá này, những thứ này vô cùng cần thiết với thạch hạo. Hắn muốn lấy vạn đạo để làm lửa, đốt thân và thần, xây dựng một căn cơ liên quan tới tương tai để lột xác hoàn toàn, như thế nơi đây chính là lựa chọn tốt nhất. Ngoại giới, tu sĩ các giáo đều giật mình và có chút không hiểu, nhìn xuyên qua tấm bia đá kia thì thấy rõ hắn đã trở lại, đây là vì sao? người khác đều dành thời gian để đột phá, lựa chọn bảo địa thần thanh thế nhưng hắn vì sao lại quay về điểm bắt đầu. Lời đây tuy rằng có những chân nghĩa mơ ảo của đại đạo thế nhưng không thể nào nắm giữ, khó mà tìm hiểu được. Đồng thời, nhiều con đường cổ như thế thì trong thời gian ngắn làm sao có khả năng hiểu được chứ, nhất định sẽ thất bại. Một khi cảnh giới của hắn thua kém người ta và bị người khác phát giác ở nơi này thì có thể sẽ bị giết chết. Mấy ngày sau, trên 3.000 con đường đá chỉ còn sót lại mỗi thạch hạo, một vài tôn giả cuối cùng cũng đã thành công rời đi đi tới những mặt giới thiên địa này trở nên tĩnh lặng chỉ có mình thạch hạo làm bạn với con đường đá này thời gian trôi qua trước mắt đã là một tháng bên trong thế giới lộng lẫy ấy đã xuất hiện một vài cao thủ thần hòa cảnh không ít tôn giả đã tấn thăng thành công nhưng mà những người mạnh mẽ cũng không hề có động tĩnh gì hai tháng trôi qua một vài sơ đại cá biệt xuất quan lột xác thành công hóa thành thần linh ba tháng trôi qua những sơ đại mạnh mẽ nhất cũng đã nhúc nhích, một ít quái thai cổ đại cũng không còn trầm tịch nữa. Đó là, trời ơi, một chùm bảo huyết, sao lại lấp lánh sáng rực thế chứ, sợ còn xinh đẹp và tốt lành hơn cả ngọc nữa. Ở ngoài khu vực không người, có người kinh ngạc thốt lên. Một vài thiên thần cũng di chuyển nhìn chằm chằm về hình ảnh ở bên trên bia đá kia, đó chính là một vị quái thai cổ đại. Tiên huyết, không ngờ lại là huyết dịch, sau một khắc thì dù là giáo chủ cũng không thể yên lặng được nữa, rất nhiều người khiếp sợ, ánh mắt sáng rực. Bọn họ nhìn chằm chằm kẻ đó, ở trong tay người này có một tinh thế to bằng đầu nắm tay, bên trong phong ấn huyết dịch lấp lánh tiên quang khiến người khác mê say. Hắn chọn tiên huyết làm lửa để trồng xuống tiên trùng, đi con đường khác xưa, nhất định sẽ vang dội cổ kim, có bá chủ thượng giới thân phục. Một giọt tiên huyết cũng hiếm thấy rồi, cả thế gian khó cầu, thế nhưng người này lại sở hữu nhiều tới như vậy. Việc này hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, nhưng đáng tiếc là sau một khắc bọn họ không cách nào quan sát được nữa, tiên huyết ngập tràn hóa thành ánh đỏ bao phủ nơi đó. Tất cả mọi thứ không cách nào nhận ra được. Mấy ngày sau, bên trên một tấm bia đá khác xuất hiện cảnh tượng lại khiến mọi người ô lên, chấn động hết thảy cường giả. Đó là một cây nhỏ. Dù là hoàng tộc đương đại cũng kinh động, bên trong chiếc xe kéo tử kim đi kèm khí hỗn độn kia bắn ra hai luồng ánh mắt màu tím nhìn chăm chăm kỳ cảnh ấy. Đây là người nào? thập quan vương, có người đáp. Bên trong một bí cảnh, người kia trồng một cây nhỏ cao bằng lòng bàn tay vào trong cơ thể mình, sau đó ánh sáng mờ ảo lan tràn bao vây lấy hắn. Lập tức mọi người ở ngoại giới lập tức không cách nào quan sát được hắn nữa. Không một ai có thể nhận ra lai lịch của cây nhỏ kia. Trong mấy ngày sau đó, liên tiếp có mấy người lấy ra những chân vật có một không hai khiến ngoại giới đều cảm thấy khô cứng miệng lưỡi, những thứ này đều là thứ hiếm thấy cả vạn cổ một đời cuối cùng, ngày sau cũng không cách nào vào được tiên cổ nữa, chẳng trách những tên quái thai cổ đại lại không hề lưu luyến gì cả mà chém đi bản thân mình. Thì ra là đều giữ lại những thứ tốt này, muốn nhen lửa bản thân ở đời này. Việc này đã không phải còn là ý nghĩa cơ bản khi lột xác lên thần hòa cảnh nữa, hai chữ nhân nhóm đã không đủ để diễn tả đầy đủ ý nghĩa nữa, những người này là độc nhất vô nhị, khác với tất cả mọi người. Ngoại giới, không cách nào yên tĩnh được. Dù là giáo chủ cũng cảm thấy hương hực, nhưng đáng tiếc không có duyên với bọn họ mọi người tin chắc bên trong tiên cổ nhất định sẽ có những va chạm này lửa rực rỡ nhất trong lịch sử bởi vì những người này ai cũng đều quá bất phàm thời gian trôi rất nhanh chớp mắt đã tới tháng thứ tư